diêu biết ước ao bầu trời chợt lìa đứt dây cuốn theo dòng xoáy. Còn đâu mà ai mình với mình? Nếu thấu nguồn cơn, người dứt áo lìa xa vẫn giữ lòng son, vun đắp mối tình gì sau những nắng mưa lòng luôn có đắm say tình người nồng thắm. Rồi ngày có nhau những con diều hát khát khao bầu trời, lòng bừng nắng xuân cuốn đi ngày tháng nao nùng, vòng tay bao dung ấm làn môi run run đắm đuối. Còn nhau mãi mình với mình, còn nhau mãi mình với mình. Em viết đơn ly dị đi, anh sẽ ký. Đừng làm khổ nhau nữa. Hương, anh yêu em. Rồi ngày có nhau
diều hát khát khao bầu trời, lòng bừng nắng mai cuốn đi ngày tháng não nùng, vòng tay bao dung ấm áp, làn môi run run đắm đuối, còn nhau mãi tình với tình. Hồ sơ của chị đây nè. Cảm ơn em. Chuẩn bị hồ sơ giấy tờ xong chưa Hương? Ta đi thôi. Anh xuống trước đi, tôi theo liền. Ừ. Chị Hương, hôm nay anh không mặc áo thun, đeo kiếng đen, coi hết nhầu rồi. Em thích anh Sâm mặc đồ vậy sao? Ảnh mặc đồ veston cũng đẹp. Ủa, nhưng tại sao anh lại thay đổi cách ăn mặc vậy ta? Lại còn bán cả xe mô tô nữa. Làm sao chị biết được? Xin mời ngồi. Mọi thủ tục đã xong, chúng tôi đã tạm ứng tiền cho bà con. Hồ sơ tất cả nằm trong đây. Tôi sẽ cho thư ký xem lại. Còn việc tăng giá đất tôi đã điện về nước xin ý kiến. Còn việc chúng tôi đề nghị tăng tiền quỹ bảo hiểm cho anh em công nhân khi ta bắt đầu xây dựng. Đây là việc rất khó. Công ty KNK có truyền thống tốt về vấn đề này mà. Điều đó đúng, nhưng với một công trình ngắn hạn như vậy, nguyên tắc chúng tôi có khác. Vậy thì chúng tôi có thể làm bản tường trình về vấn đề này, gửi tới vị tổng giám đốc bên kia. Nguyên tắc là nguyên tắc, cho dù các vị có gửi đến chủ tịch hội đồng quản trị. Tôi nghĩ các ông nên suy nghĩ lại. Đây cũng xuất phát từ quyền lợi của hai công ty chúng ta. Nó liên quan đến chất lượng và tiến độ của chính công trình. Các vị nên chấp nhận đi. Chúng ta đã làm tốt giai đoạn 1, không lẽ giai đoạn 2 chúng ta... Chúng ta chưa tìm được điểm thống nhất. Xin phép ông, chúng tôi về. Giai đoạn 2 nên chờ một thời gian. Hương. Chúng tôi xin phép. Cũng được, nhưng trước khi các vị về, tôi xin gửi một số tài liệu để cho các vị tham khảo. Đây là hồ sơ xin nhận thầu xây dựng của công ty Hưng Phát. Ông ta không đề nghị tăng tiền bảo hiểm cho công nhân. Ông ta tự điều chỉnh trong tổng số đầu tư. Nhưng công ty Hưng Phát đã có một xì căng đan về chuyện bảo hiểm này. Công nhân đã biểu tình bỏ việc. Kết cục, công trình bị kéo dài. Tất nhiên ảnh hưởng đến công ty đầu tư. Tôi tin điều đó. Nhưng trước mắt công ty nào đáp ứng được hợp đồng thì tôi sẽ ký với công ty đó. Tùy ông, xin chào. Em cứng quá, bể hợp đồng cũng uổng. Hưng Phát không giành được hợp đồng này của ta đâu. Em dựa vào đâu mà nói như vậy? Alo, Hà hả? Em lọc tư liệu về việc công nhân biểu tình đình công của công ty Hưng Phát. Nhớ đầy đủ về số liệu ngày tháng năm, số công nhân đình công, yêu sách của họ và các biên bản giám định sự việc của Liên đoàn Lao động thành phố. Rồi fax liền ngay bây giờ qua công ty KNK, số máy của trưởng đại diện. Vậy ha. Tôi muốn nói với Hương một chuyện. Tôi muốn... Tôi với Hương là... Khoan, để em nói trước đã. Anh Sâm à, Hà yêu anh. Đó là mẫu người vợ lý tưởng. Anh biết, nhưng Hà không phải là mẫu người của anh. Vậy mẫu người của anh là như thế nào? Phải như Hương vậy. E
Em đã có chồng, còn Hà thì trẻ đẹp, giỏi giang. Em tính làm bà Mai à? Không, em chỉ gợi ý. Nếu như anh cầu hôn với một người phụ nữ đã có chồng thì em nghĩ sao? Thôi đi, trai chưa vợ mà lại cầu hôn với phụ nữ có chồng à? Do anh không cưỡng lại nổi trái tim của mình. Trời ơi, anh sắp vô sáo cầu vòng cổ. Anh nói thiệt mà. Rồi đây, anh sẽ thấy Hà rất xứng đáng. Thưa ông, Sâm đã ký được hợp đồng với công ty KNK. Các điều khoản có thay đổi gì không? Yêu cầu của Sâm đã được công ty KNK chấp thuận, tức là tăng tiền bảo hiểm cho công nhân. Họ có trong tay hồ sơ vụ scandal bảo hiểm của ta. Mẹ kiếp, lại là con Hương. Tao quyết chơi bẫy Sâm tới cùng. Ta vẫn còn đủ thời gian và khả năng làm nó mất uy tín. Mấy ông này thất nhân tâm quá. Đằng nào lúa cũng lên cao rồi, chờ qua mùa gặt rồi đổ. Bác nói chí phải, làm ăn gì mà không biết quý trọng mồ hôi công sức của người ta. Chú nói cái gì mà kỳ quá, đất mình đã bán cho người ta rồi thì người ta muốn làm gì người ta làm chứ. Đúng, đúng rồi. Đúng, đành vậy. Nhưng mà mình biết ăn hột gạo cũng phải biết thương cây lúa chứ. Vậy thì mình phải có phản ứng chứ. Đúng không bà con? Chị Hương nè, có khi nào chị nghe anh nhắc đến em không? Thỉnh thoảng. Em nghĩ đời cũng lạ ghê. Bao nhiêu người đeo đuổi em mà em không chịu, lại đi thương ảnh. Bất khổ, buồn ghê. Đừng bao giờ đầu hàng số phận. Nhiều khi em cứ nghĩ quẩn, phải chi ảnh phá sản. Anh nói gì xui xẻo vậy? Lúc ấy anh sẽ nghèo, mà anh nghèo rồi anh sẽ để ý tới em. Cái cô này như con nít đó. Tôi vào được không? Dạ, có hai em đây. Sao anh em trịnh trọng quá vậy? Phòng làm việc của tụi em chứ có phải phòng ngủ đâu. Hà nè, cô lên phòng tôi, vào Word lục những văn bản có liên quan đến KNK, in cho tôi một bộ. Em và mấy em cũng có mà. Nhưng có một số văn bản tôi soạn thảo riêng, cô chưa kịp lưu. Dạ. Xe đang đổ đất, chắc anh biết rồi. Khoảng một tuần mới xong. Tôi biết rồi. Mọi chuyện như vậy là tốt đẹp. Nhưng hôm nay tôi đến đây không phải vì chuyện đó. Dạ, tôi nghe. Chẳng lẽ suốt cuộc đời chúng ta chỉ có làm việc và lo toan sao? Phải có lúc nghỉ ngơi để nghĩ đến chuyện tình cảm riêng tư nữa chứ. Hôm nay giám đốc định làm thơ. Tôi cho rằng trong mỗi chúng ta đều có một nhà thơ nhỏ đang ngủ say. Và những lúc ta rảnh rỗi hoặc thuận tiện nào đó, nhà thơ nhỏ sẽ thức giấc. Thì sao, thưa giám đốc? Thì ta thấy cuộc đời hoàn hảo, tuyệt vời hơn nhiều. Hôm nay sếp thành nhà thơ thứ thiệt rồi. Happy birthday. Xin lỗi, chính em cũng không nhớ. Hương, anh nói lúc này có vẻ không thích hợp, nhưng anh không thể im lặng được nữa. Anh yêu em. Em đã nói với anh rồi, em đã có chồng. Theo em, Hà là người thích hợp với anh nhất. Nhưng mà anh biết, mặc dù Hà yêu anh chân thành, nhưng chuyện trái tim làm sao giải thích nổi. Tôi đề nghị chúng ta không nên nói chuyện này nữa. Nhưng anh muốn nói chuyện này. Anh bắt ép tôi à?
Có phải vì tôi thiếu nợ nên cho rằng có quyền? Xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh không được tế nhị cho lắm. Anh Sâm, người xin lỗi phải là em mới phải. Em đã quá lời, phủ nhận tất cả những gì mà anh đã giúp đỡ em. Nhưng anh phải hiểu cho hoàn cảnh của em. Không có gì đâu. Chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau. Cho đến ngày nào đó Hương thay đổi ý kiến. Chị Hương. Ủa, xin lỗi giám đốc, em có công chuyện báo gấp nên không kịp gõ cửa. Chuyện gì vậy? Dân người ta biểu tình chỗ mình đang đổ đất. Họ chặn xe không cho đổ nữa. Sao kỳ vậy? Tất cả thủ tục đã đủ. Em đã báo cho địa phương biết chưa? Dạ rồi mà chưa thấy họ xuống. Hương, giải quyết giùm anh vụ này. Lấy máy chụp hình rồi theo chị ra hiện trường. Trên đường ra chị sẽ giao công việc cho em. Tụi tôi không cho phép mấy người đổ đất lên ruộng đang trồng lúa. Đúng rồi. Dạ thưa bà con, tôi xin đại diện công ty khuyên bà con đừng nghe lời kẻ xấu xúi dục mà làm cho tình cảm của công ty và của bà con bị sứt mẻ. Cô nói ai là bọn xấu xúi dục? Tụi tôi cảm thấy bị xử ép thì lên tiếng thôi. Có đúng không bà con? Xử ép là xử ép thế nào? Bà con nói rõ đi. Thứ nhất là giá mua đất quá rẻ, có công ty nói là sẽ mua giá cao hơn. Thứ hai là lúa đã trồng, phải để chờ gặt hái xong rồi muốn làm gì thì làm. Tôi xin thưa với bà con, nếu có công ty nào mua đất với giá cao hơn, bà con cứ nói họ đưa tiền. Nếu đúng thì tôi sẽ nhường lại cho họ mua. Chắc chắn là không có, họ chỉ nói miệng. Bà con đừng nghe lời kẻ xấu. Chỉ có mấy người mới là kẻ xấu thôi. Mấy người ác nhân thất đức lắm. Ăn gạo thì phải biết thuộc cây lúa chứ. Ý có tiền rồi muốn làm gì thì làm hả? Tụi tôi không đi đâu hết á. Bà con, đuổi nhỏ nó về đi. Bà con cứ ở đây đi. Có ai làm gì được mình? Mỏi chân thì ngồi, ăn có người tiếp tế. Tôi đã biểu với thằng thanh niên nó khiêng giường ra, tối ngủ lại đây luôn. Mấy anh cứ đậu xe ở đây, mọi phí tổn công ty tôi sẽ chịu. Bây giờ tôi phải nhờ chính quyền địa phương can thiệp. Chào anh. Khá lắm. Dạ. Cứ giữ khí thế như vậy. Tụi nó đứng như là ngỗng đực vậy đó. Mà rồi không biết nói gì hết. Một mình em nói lý lẽ mệt muốn đứt hơi vậy đó. Anh phải là người nòng cốt. Dạ. Đây là phần của anh. Dạ cảm ơn. Còn đây là phần của mọi người. Dạ em biết. Nhớ dám vúi tiền liền để tụi nó kéo tới ngày càng đông. Dạ em biết rồi. Dạ em sẽ làm theo ý anh. Dạ. Anh đi nha. Ừ. Rất tốt. Ba Cự làm việc được lắm. Tất nhiên, ông ấy là người có kinh nghiệm vận động hành lang mà. Sự cố đã xảy ra ngày hôm qua, cố gắng kéo thêm 2-3 ngày nữa được không? Thưa ông không được, sẽ dứt điểm trong ngày hôm nay, vì có sự can thiệp của chính quyền địa phương. Vậy cô điền ngay cho Ba Cự, lợi dụng tình hình rối rắm, làm thêm 1-2 vụ giật gân nào đó, để có cái báo chí mà đưa tin. Dạ. Cho thằng Sâm và con Hương một bài học nhớ đời. Muốn qua mặt Hương Phát này hả? Không dễ đâu. Trả đất, trả đất đi. Trả đất cho tôi làm mua. Trả đất đi. Tôi đề nghị bà con hãy bình tĩnh. Hãy bình tĩnh. Hãy nghe tôi nói đã. Thưa bà con, việc xây dựng nhà máy xí nghiệp là chủ trương của nhà nước. Việc mua bán đất, giá cả, nhà nước đã thông qua. Không ai ép giá bà con. Chính quyền luôn đứng về phía bà con. Còn về việc đất đã trồng lúa thì bà con cũng có tiền đền bù qua màu. Bà con sẽ không bị thiệt thòi gì hết. Nền kinh tế nước ta hiện nay đang chuyển dịch sang cơ chế thị trường. Vì vậy tôi chân lắm tay bùn, không biết cơ cấu cào cấu gì ráo. Bán đất ít tiền quá, làm sao tụi tôi sống? Tụi tôi sống, tụi tôi biết làm nghề gì sống nổi đây? Trả đất đi! Phải rồi! Trả đất lại đi! Trả đất đi! Trả đất lại! Trả đất lại! Thưa bà con, tôi xin có ý kiến. Thưa bà con, xin bà con mình cứ yên tâm. Nếu bà con đã có nguyện vọng
Tôi xin đại diện công ty, hứa sẽ giúp công ăn việc làm cho bà con. Làm gì? Làm gì có tiền sống ổn định mỗi ngày? Làm gì? Làm gì sống mỗi ngày? Cô nói thử nghe coi. Làm mình có nghề đan giỏ, chúng tôi sẽ tiêu thụ hàng cho bà con. Cô này chỉ nói cho qua chuyện, thời buổi này ai mà xài thứ đó. Phải rồi, bỏ giả bộ nói cho mình về đó. Trong chuyện này có kẻ giấu mặt, vũ mưu, kích động bà con nhằm phá rối trật tự trị an của xã. Tôi đề nghị bà con giải tán, đừng để kẻ xấu lợi dụng làm bậy. Không giải tán, đề nghị giải quyết. Thằng Bảy Sâm đã tới. Dạ. Kế hoạch diễn ra y như hôm qua đã bài. Dạ. Đã chuẩn bị xong chưa? Dạ xong rồi. Ngon lành. Thôi em đi ha. Ông Hưng Phát vẫn làm to chuyện à? Anh về ngay đi, ra đây với làm rối thêm. Việc này tôi giải quyết được mà. Nhưng ở nhà cũng đâu yên tâm. Anh nghe em, về đi. Nếu biết anh là giám đốc, họ còn ăn dạ hơn, không chừng anh gặp rắc rối đó. Tôi không sao đâu. Ê, đi chỗ khác chơi, để tôi làm việc. Nè, mày làm gì vậy? Mấy anh là ai? Muốn gì? Tao giải cho thằng này một bài học. Mày là cái gì của nó mà muốn vào đây? Đây là chồng tôi, mấy anh muốn gì cứ nói, không được động đến anh ấy. Em ra ngoài đi, để anh. Ngồi im, chúng tôi đã bắt quả tang anh. Mày chồng nè. Anh Sơn. Mày sao mày? Không được đánh anh ấy. Mày lão nè. Buông ra. Mày sao? Mày sao? Anh Sơn. Mày. Anh Sơn ơi. Anh Sơn. Dằn mặt thằng Sâm, ly tán tình cảm vợ chồng cô Hương là tốt. Nhưng ba cự để cho thằng Tám Đá bị bắt là rất dở. Đây là chuyện ngoài ý muốn của ba cự. Nhưng ông yên tâm, tôi đã dàn xếp êm xuôi. Vả lại, nó cũng chẳng biết tung tích của ba cự. Tất nhiên, nhưng cũng đừng chủ quan. Cô phải điện cho ba cự lánh mặt tạm thời đôi ba tháng. Kêu thằng Chính cho tôi, tạm thay thế cho ba cự. Thưa ông Vân. Còn nữa, cô điện thoại cho ông trưởng ban quản lý công nghiệp thành phố, xin phép cho tôi được gặp ổng vào sáng mai. Dạ. Anh chẳng biết lo cho sức khỏe gì hết, bệnh cũng coi báo. Ăn miếng trái cây đi anh. Cảm ơn Hà. Anh mắc cười vì sự nhầm lẫn của nhà báo. Em coi nè. Tấm hình này chụp rất đẹp. Có gì đâu mà vui, mà đẹp. Cũng may tụi nó không dùng tới hung khí. Nếu không á, giờ này anh không ngồi ở đây mà cười đâu. Anh Sâm, đã có kết quả chụp X-quang và cắt lớp. Không có gì đâu, anh chỉ bị chấn thương phần mềm thôi. Như vậy là tốt rồi. Cảm ơn Hương. Đây là sơ đồ nhà máy sắp xây dựng, các bản thiết kế kỹ thuật, các bản dự trù kinh phí. Hà coi kỹ đi, rồi làm cho tôi bản tổng dự toán. Nhớ đừng quên phần kinh phí bảo hiểm. Chị xem tờ báo này chưa? Mấy tay nhà báo này ăn nói linh tinh. Anh Sâm, ăn miếng súp cho nóng. Cảm ơn. Sao em nghe nói chính chị không nhận là vợ anh Sâm mà?
thì lúc đó phải nói như vậy, chứ biết sao bây giờ. Như đó chỉ là chuyện giặt giảnh, coi như hiểu lầm. Anh Sâm, anh ký vô biên bản thanh toán đổ đất. Hương đã xem kỹ chưa? Rồi, nhanh cái xem lại. Không cần, anh với em là một mà. Anh đừng đùa nữa. Tôi xin anh Sâm và Hà đừng bao giờ đề cập đến vấn đề này nữa. Tôi đang rất khổ tâm về chuyện gia đình. Sao? Còn gì ông chủ? Được rồi. Đồ đạc có bao nhiêu đâu. Rồi, đi thôi. Khoan. Anh nói tài xế khoan nổ máy. Tôi chạy vô nhà lấy giấy tờ bỏ quên. Anh Thành, em biết là anh đang hiểu lầm em. Thật ra em lúc nào cũng chung thủy với anh và vững vàng trước sự cám dỗ. Mục đích duy nhất của em là kiếm tiền một cách trong sạch để trả nợ và lo cho con bớt khổ. Có thể anh không tin. Thôi thì để thời gian trả lời. Không còn thương em, xin anh hãy thương hai con. Vì tương lai của chúng mà dời nhà vào thành phố, em vẫn ở nhà trọ. Ra đằng sau thay đồ, rửa tay rồi ăn cơm luôn con. Ba. Ủa, sao đứng đó? Con bị điểm kém hay là bị thầy giáo phê bình? Thưa ba, không phải là như vậy. Con làm sao vậy? Hay bị bạn bè mới ăn hiếp? Con chưa hiểu hết đâu. Sao mẹ lại giận người ta vậy ba? Không phải như vậy. Khi nào lớn lên con sẽ hiểu. Con muốn ba mẹ về với nhau. Con muốn gì hết. Ủa, Hương đâu rồi? Dạ, chị Hương xuống hiện trường xây dựng nhà máy. Còn anh, mới xuất viện hôm qua, sao không nghỉ ngơi cho khỏe? Lại đi làm việc rồi. Có gì đâu, công việc bề bộn quá, tôi nằm nghỉ không yên tâm. Đây là hồ sơ nhà máy sắp xây dựng. Hà xem kỹ, rồi lên tổng dự toán cho tôi. Nhớ, đừng quên kinh phí bảo hiểm. Em có nấu canh súp cho anh bồi dưỡng. Em đem lên phòng cho anh nha. Hà nói với Hương, chuẩn bị ngày mai đi Vũng Tàu với tôi. Vừa hội thảo chuyên đề doanh nghiệp và bàn luận ký hợp đồng với KNK, một công trình khác. Như vậy em cùng đi chứ? Không được. Nhưng mà em không đi. Ai làm thư ký cho anh? Anh Sam. Hương được tổng giám đốc KNK mời đích danh. Vì vậy Hà phải ở nhà thay mặt tôi và Hương giải quyết những công việc đột xuất.
đi Vũng Tàu mà có hai người, có trời mới biết chuyện gì xảy ra. Chào anh. Chào cô. Anh có phải là chồng của chị Hương không ạ? Cô là... Dạ em là Hà, làm cùng phòng với chị Hương trong công ty. À, mời cô về nhà. Biết anh mời và cô. Hai cháu đã dọn lên đây, hôm nay em mới có dịp đến thăm. Cảm ơn cô. Ủa, hai cháu không có ở nhà hả anh? Con gái lớn đi học chút nữa mới về, thằng nhỏ tôi cho qua nội chơi rồi. Mời cô uống nước. Dạ. Anh Thành nè, sao dọn về đây rồi mà chị Hương không về ở chung? Ờ, thì chắc công việc nhiều, mà Hương lại không có xe, nên ở nhà trọ gần công ty cho tiện. Vậy chứ chị Hương không nói cho anh biết bữa nay chị đi đâu à? Ờ thì anh đừng giấu em, em đã biết hết chuyện của anh chị. Thôi thì cô biết, tôi cũng không giấu. Từ ngày gia đình sa sút, tôi và Hương không nói chuyện với nhau nữa. Việc ai nấy làm, mạnh ai nấy sống. Tại sao vậy anh? Chắc là... Cô à, tôi không muốn đi sâu về vấn đề này. Dạ, em xin lỗi. Bữa nay anh Sâm và chị Hương đi Vũng Tàu dự hội thảo ký hợp đồng mới. Anh Sâm vừa mới điện thoại báo cho em biết, có thể là sáng mai mới về. Sáng mai? Xin chào. Chào anh. Xin chào. Chào anh. Chào anh chị. Dạ. Chào. Xin chào. Chào anh. Xin chào. Dạ. Dạ. Chào anh. Anh Sâm. Bây giờ chào tính nha. Sao anh Sâm? Chào anh. Chiều nay cuộc hội thảo kéo dài quá. Dạ chị. Xong là đến tiệc. Bây giờ đã quá muộn, không lẽ bắt người ta làm việc với mình sao? À, chào anh chị. Vì lý do ngoài ý muốn, ngài tổng giám đốc của chúng tôi xin lỗi anh chị rất nhiều. Dạ. Ông ta mời anh chị ở lại Vũng Tàu đêm nay để ngày mai bằng bạc ký hợp đồng để ông bay về sớm. Dạ. Dạ. Xin chào. Chào chú. Nhưng mà Vâng, cũng được. Đây là chìa khóa phòng của anh chị. Chúc Ủa, hình như chị có điều gì không dự ý. Dạ không, không có gì ạ. Thôi, chúc một đêm ngon giấc. Cảm ơn. Ừ. Chào. Kỳ Hương, em là sao vậy? Muốn được việc, mình phải chịu người ta một chút chứ. Anh biết em rất ngại vì Hà rất yêu anh, nhưng mà trái tim của anh đã dành trọn cho em rồi. Em cũng vậy. Tôi kêu cô ở nhà, cô lên đây làm gì? Thì ra hai người chỉ đóng kịch với tôi thôi. Anh thua bỉ cho hèn hạ lắm. Thank you.
tại sao lại tắt máy? Chào em. Dạ thưa ông, cần gì ạ? Em có thấy một cô tịch trên lầu xuống để lấy thêm phòng không? Dạ có, nhưng đi ra ngoài rồi. Tại sao vậy? Dạ hôm nay là thứ bảy, khách du lịch đông quá, khách sạn hết phòng rồi. Ông thông cảm ạ. Cảm ơn. Em vào phòng nghỉ đi, ở ngoài này gió thổi lạnh lắm, không khéo là cảm lạnh. Cảm ơn anh. Ngồi đây em lại thấy thoải mái dễ chịu, lâu lâu được tiếp xúc với thiên nhiên mà. Anh Sâm, nếu không có anh giúp đỡ trong thời gian vừa qua, chắc giờ này em đã ngồi tù rồi. Ơn nghĩa gì, Hương lúc nào cũng khách sáo và khiêm tốn. Từ lúc về công ty, Hương giúp anh rất nhiều trong công việc, hai bên cùng có lợi. Với lại từ chỗ có cảm tình, Hương đi chinh phục anh lúc nào cũng không biết nữa. Xin anh đừng nói nữa. Em rất thương anh Thành và hai con. Mặc dù bây giờ em và anh ấy sống như ly thân, em cảm ơn những tình cảm anh đã dành cho em. Nhưng em không thể. Vào nghỉ đi em, mai còn tỉnh táo bằng bạc ký hợp đồng. Đêm nay anh ngồi nhậu với cánh tài xế ngoài bãi biển. Anh lấy áo lại mặc cho ấm. Em vào đi. Vũng Tàu sướng nha. Sướng gì cô ơi, khách đông quá hết phòng, tụi này phải ngủ ngoài xe luôn. Vậy còn anh Sâm với chị Hương thì sao? Cô này hỏi lạ, giám đốc và phó giám đốc thì ngủ phòng khách sạn chứ làm sao. À mà chưa có ông giám đốc nào chịu chơi như anh Sâm mà nha. Chịu chơi là sao? Ổng xuống nhậu với tụi tôi tới sáng luôn, sáng sớm còn bao ăn sáng uống cà phê nữa. Chị Hương, chị mới về sáng nay hả? Ừ, mệt lắm. Làm sao mệt bằng gửi nhà? Chị biết em nghĩ gì rồi, đừng có nghĩ bậy rồi nha. Chị nói gì em không hiểu. Thôi đi cô nương, đừng giả bộ. Chị trả anh Sâm cho em còn nguyên đai nguyên kiện đó. Có quà cho em nè. Quà dễ thương quá. Của một vị khách nước ngoài trong hội thảo tặng chị đó. Ông ấy hỏi Việt Nam có thể xuất khẩu những hàng như thế này không. Ông ấy gợi cho chị một hướng suy nghĩ. Em chỉ thấy cái giỏ này mà đi dạo phố với người yêu là tuyệt vời. Ừ, cứ đứng đó mà mơ mộng.
Nhưng nhớ cho chị xin lại nem gà công ty nước ngoài treo trên quai giỏ nha. Ừ. Cô Hà. Dạ. Chuẩn bị làm dự toán cho hợp đồng mới. Dạ. Anh ấy có hợp đồng mới mà sao buồn quá vậy? Buồn ngủ. Tối qua đâu có ngủ, nhậu cả đêm. Cô Hương thông cảm bỏ lỗi cho tôi. Lúc ấy đồng tiền làm tôi mờ mắt. Em cũng bị người ta xúi giục. Chị Hương bỏ qua cho em. Thôi, chuyện cũ cho qua. Tôi không phiền giận ai hết. Tôi nghe nói anh Tám là người đang giỏi giỏi nhất ở đây. Có phải không anh Tám? Dạ. Còn gì phải hỏi. Vừa đẹp vừa nhanh nhất cái xóm này. Bây giờ hàng làm ra bán rẻ quá nó bỏ. Tối ngày lo bài bạc. Còn con này nè, bán đất xong, có lo chưng diện, xe xua, chơi bời. Thiệt hết nói nổi tụi bay. Tôi muốn đặt hàng cho bà con ở đây. Ai có thể đan nổi như chiếc giỏ như thế này? Nếu đạt yêu cầu, cái đầu tiên tôi sẽ trả tiền cao. Trong đó có công mày mò tìm hiểu. Những cái sau thỏa thuận giá cả. Làm đạt yêu cầu tôi sẽ mua số lượng lớn để xuất khẩu. Làm, ha? Dạ. Tất nhiên, lúc ấy mình sẽ ký hợp đồng với nhau đàng hoàng và sẽ ứng tiền cho mọi người. Cái này em làm được, chỉ cần giá cả hợp lý. Coi kỹ thì những mũi đan này cũng không có gì khó, tôi nhận. Tôi nữa, phải thử sức chứ. Cô Hương, cho tôi làm với nghe. Em đấy nghe chị Hương. Cô Hương à, chắc chắn tụi tôi sẽ làm được. Kể từ hôm nay, Hương đã thanh toán hết nợ với công ty. Hương bắt đầu có tích lũy riêng cho mình. Tôi đã cảm ơn anh. Cảm ơn Hà nữa. Tất cả đã giúp tôi gượng dậy. Từ ngày chị về công ty khá hẳn lên. Công sức chị đóng góp rất nhiều. Đây là kết quả tất nhiên thôi. Đúng không sếp? Đúng. Hôm nay là ngày đáng ăn mừng. Trưa nay đến nhà hàng. Tôi khao. Đây là chuyện của tôi. Phải để tôi khao. Anh Sâm nè, còn một chuyện này nữa, tôi muốn thưa với anh. Có chuyện gì, Hương cứ nói đi. Thật ra, tôi rất ngại, chỉ sợ anh hiểu lầm. Thật tình, tôi rất mong anh thông cảm cho những điều tôi sắp nói. Sao chị cứ rào đón hoài? Mình bây giờ là người nhà mà. Nói lúc này có thích hợp không?
chắc cũng không còn lúc nào nữa. Vậy Hương có nói tôi sẽ thành lập công ty riêng? Sao vậy chị? Ở đây có gì làm chị không như ý? Ở đây rất thuận lợi cho Hương. Nhưng nói thiệt, tôi chỉ thích làm chủ một công ty, dù là nhỏ. Thì ở công ty này, Hương cũng là bà chủ vậy? Tôi xin anh. Xin anh đừng nói nữa. Tôi sẽ khổ tâm vì chuyện gia đình. Tôi đã hoàn thành thủ tục chủ yếu thành lập công ty. Rất mong được sự tiếp tục giúp đỡ của anh. Cũng đành vậy, Hương đã quyết thì không ai ngăn cản được. Tên của công ty là gì? Hà My. Alo, có phải bưu điện không ạ? Dạ, tôi muốn mở một website. Dạ, công ty Hà My. Dạ, để chào hàng với khách hàng trong và ngoài nước. Vâng, tôi sẽ đến bưu điện ngay. Xin chào. À, cô Hương, tụi tôi lên gặp cô đây. Xin mời ngồi. Hôm nay tôi mời mọi người đến đây để bàn việc lập tổ hợp đan giỏ xuất khẩu. Tôi đề cử anh Tám Đá làm tổ trưởng và Mai làm tổ phó. Cô Hương, cô không giận tôi vì việc biểu tình hả? Ai cũng có mặt tốt mặt xấu, nếu như mình cố chấp thì làm sao phát triển. Tôi chịu cô Hương nói câu đó. Việc này cô Hương đã bàn với tôi thấy cũng thích hợp, hai người nhận đi. Em sợ làm không nổi quá. Cứ làm rồi quen mà. Cô Hương là người rộng lượng, tôi phải làm tốt để sửa đổi lỗi lầm. Tôi nhận, nhưng... Nhưng sao? Tôi làm trưởng, cô Mai làm phó, chắc bà xã tôi bà ghen quá. Tôi muốn bàn với Hà một chuyện. Dạ. Hình như Hà không thích Hương thì phải. Dạ, trước đây thì có. Nhưng bây giờ em rất kính nể và thương chị ấy vô cùng. Dán chị em cũng cảm thấy nhớ. Hưng Phát là một người rất nham hiểm và thâm độc. Ông ấy luôn luôn tìm cách hại tôi và Hương. Nhất là cô ấy mới chân ướt chân ráo thành lập công ty. Hương đang rất đơn độc, cho nên tôi muốn nhờ Hà qua giúp đỡ Hương một thời gian. Khi nào cô ấy ổn định, Hà lại trở về đây. Nhưng em đi rồi, ai sẽ làm việc với anh bên này? Tôi tự thu xếp được. Chỉ sợ Hà không thích làm việc với Hương thôi. Xin lỗi. Alo, Sam đây. Hương hả? Tôi đang trao đổi với Hà đây. Sao? Hà, em có điện thoại. Alo. Dạ, em nghe. Bây giờ,
Xin mời tổ trưởng và tổ phó lên đây để ra mắt tổ hợp. Thưa bà con, từ trước đến giờ tôi chỉ quậy phá và bài bạc. Giờ được bà con và chị Hương tin tưởng, tôi hứa sẽ làm hết mình. Chúc mừng Tam Đa lên tổ trưởng, cô Mai lên tổ phó. Tôi phái qua tổ uống. Tôi xin uống giùm cô Mai. Chị Hương, hợp đồng bên đó đã gửi qua, chị coi đi. Em đọc chưa? Dạ rồi. Như vậy là hết sức thuận lợi. Ông ta giữ đúng cam kết. Số lượng đặt hàng lớn, các điều kiện ràng buộc, đủ để hai bên tin cậy lẫn nhau. Có điều, thời gian giao hàng hơi gấp so với khả năng của mình. Để chị coi. Thật ra thời gian như vậy cũng không gấp. Em chưa hiểu ý của chị. Mình sẽ huy động đủ vốn để mở rộng sản xuất. Bên Sở Lao động Thương binh Xã hội đã chấp nhận dự án của chị. Họ hỗ trợ vốn cho mình, vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi. Bên ngân hàng, họ mới báo thủ tục vay đã hoàn tất, chờ mình xuống ký tên lãnh ra. Hay quá, có tiền tạm ứng nhanh, bà con sẽ phấn khởi hơn. Cô Hương tài giỏi ghê ngang, cả làng thất nghiệp vậy đó. Mà cổ lo cho công ăn việc làm, tôi phục sát đất à. Tại Bắc Nam với mấy chị không biết chứ, trước đây chỉ làm ăn giàu lắm, giám đốc một công ty luôn á. Sau đó thất bại trắng tay mới về đây nè. Nghe nói bây giờ chị lấy một giám đốc đẹp trai, chưa vợ, chứ đâu có sống với thầy giáo Thành. Chuyện nội tình tôi á, người trong nhà còn không hiểu nổi, nói chuyện mấy bà. Nói chung á là anh hai tôi không có thích chị làm ăn kinh doanh, mà chị thì không chịu làm công nhân viên nhà nước, bởi vậy mới mâu thuẫn. Chị vừa đẹp vừa giỏi làm ăn, tôi là đàn bà tôi còn mê nữa là. Còn thầy Thành, nói xin lỗi cô Mai nha, hiền lành khù khờ, làm sao hợp, trước sau gì cũng tan rã thôi. Đúng rồi. Thôi thôi, mấy người nhiều chuyện quá à. Cô Hương cũng hay được, thất nghiệp cả đám. Ý chị Hà, có tiền tạm ứng đấy. Có tiền hả? Rồi thấy chị mừng quá, chị Mai đó. Kêu anh Tam Đai phụ tôi phát tiền tạm ứng cho bà con. Dạ. Để tôi xách nhớ cho. Dạ, họ đi liền hợp đồng. Chị Hà biết không, tụi tôi trong tiền á như là trời hạn trong mưa vậy đó. Ngồi xuống đây. Nè, chị coi đi. Các mũi đang đẹp lắm đó cô Hà. Cô kiểm tra lại dùng phụ sống đi. Alo. Thưa ông, có sống.
Alo. Thưa ông vẫn còn sống. Ừ. Hàng tập kết tại đây, sau đó chuyển vào trong thị trấn. Đây là chặng đường thứ 3 tính từ biên giới. Tôi muốn đến chặng đường thứ nhất từ biên giới qua. Dạ thưa ông, còn xa lắm. Xa cũng phải đi. Dạ. Alo. À, à, ok. Thưa ông, Hương đã thành lập tổ hợp sản xuất giỏ xuất khẩu, chắc là ký được hợp đồng. Cần có bản hợp đồng của cô Hương bằng mọi giá. Không, tôi không bao giờ chịu như vậy. Chị nên suy nghĩ lại. Chúng tôi có hợp đồng của chị trong tay, nhận tiền của Hưng Phát và làm đại lý, chị có thiệt thòi gì đâu. Tôi không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai. Cô nói với ông ấy, đừng bao giờ đưa ra điều kiện gì cả. Thì chị vẫn làm chủ công ty của chị mà. Không, nếu theo điều kiện của Hưng Phát, thực tế tôi vẫn là người làm thuê. Giả lại, giá mua của ông ấy cũng làm thiệt thòi quá nhiều cho bà con trong tổ hợp. Thì chị cứ lo cho bản thân của chị đi. Cô nói gì mà nghe được à. Tôi phải có trách nhiệm với bà con trong tổ hợp chứ. Tôi không thể thất hứa. Chúng tôi đã nắm được điểm yếu của chị. Tôi khuyên chị đừng nên để phá sản lần thứ hai. Nè, mấy người đừng dồn tôi dưới bước đường cùng. Không, tại chị thôi. Chị dám ký hợp đồng này trong khi khả năng huy động vốn của chị yếu. Chủ yếu chị sử dụng đồng vốn mới vừa bán ruộng đất, chưa biết làm gì. Chị huy động người ta bỏ vốn ra sản xuất trước, rồi thu hồi vốn sau. Một khi đã phân tích đúng đối phương, thì nước cờ kế tiếp của chúng tôi là như thế nào chắc chị thừa thông minh để hiểu. Chị suy nghĩ kỹ đi. Hợp tác hay không hợp tác, cái nào có lợi hơn? Tôi nhắc cho chị nhớ, ông Hưng Phát luôn luôn buồn về việc chị lật lọng ông ấy để cứu bẫy xong. Công ty này ngon lắm nha. Công ty Hưng Phát này ngon. Đúng rồi đó. Hương nhiều. Công ty này trả tiền về không phải như bên chị Hương. Giám đốc tới. Chị Hương. Chị Hương, em muốn xin ứng một ít tiền. Em cũng vậy. Xe Trung Quốc bây giờ rẻ lắm, em cũng muốn mua một chiếc. Tôi cũng vậy. Đã tạm ứng một đợt rồi, khi nào bà con giao hàng xong sẽ được lãnh hết. Trong hợp đồng đã ghi rõ rồi mà. Đành là vậy, nhưng tụi em có nhu cầu, công ty ứng thêm chút ít, có nhầm nhỏ gì. Đúng rồi đó. Chị thấy không, bây giờ người ta thu hàng trả tiền đó. Liền kìa. Đó. Ai nói đáp gì đâu, đó, nhìn kỹ rồi. Công ty Hưng Phát phải trả tiền liền. Vậy thì còn đúng rồi đó chị. Là tôi bán cho công ty Hưng Phát đó. Thôi được, tôi sẽ về xem lại tài chính công ty, rồi sẽ thông báo cụ thể. Nhớ nhà. Tôi về nha. Cái vụ Hưng Phát này sao cô Hương? Theo anh có ảnh hưởng gì không? Cái sợ nhất là họ có tiền liền, còn mình thì tạm ứng từng đợt, còn gối đầu tiền hàng nữa. Mình ký hợp đồng với bà con, trong đó có điều khoản ràng buộc về vấn đề này. Số bà con ký hợp đồng rồi thì mình không sợ. Ngại là số bà con trong tổ hợp chưa ký hợp đồng và người ngoài tổ hợp. Họ sẽ bán hàng cho Hưng Phát rẻ một chút nhưng mà có tiền liền. Như vậy mình sẽ không đủ hàng xuất khẩu theo hợp đồng nước ngoài. Cho nên chị phải có đủ tiền để trả tiền liền cho bà con yên tâm và ký thêm hợp đồng với bà con nữa. Vậy mới được. Chắc phải vậy thôi. Tiền để tôi tính. Anh về động viên bà con phải chung thủy trước sau với mình. Dù nói gì thì nói, tiền vẫn là quan trọng. Tiền. Tiền ở đâu bây giờ? Chị Hương ơi, kỳ này mình không để thua ông Hương Phát được.
Đi vay ngân hàng thì mình không có tài sản thế chấp, vay bên ngoài thì lãi suất cao. Chị sẽ đến Sở Lao động Thương binh Xã hội xin hỗ trợ vốn lần nữa xem sao. Alo, tôi nghe. Hưng Phát đây. Tôi kỳ hẹn cho cô 5 ngày để suy nghĩ. Sau 5 ngày cô vẫn im lặng, tôi sẽ tung tiền ra mua hàng và liên hệ với khách hàng Nhật Bản của cô để bán rẻ cho ông ấy. Ông không có quyền. Ông không có quyền làm như vậy. Tôi có quyền, và tôi đủ sức giành hợp đồng vào tay tôi. Điều quan trọng là cô sẽ không thu hồi được vốn tạm ứng. Sẽ có nhiều người khất nợ. Phá sản trong tầm tay cô Hương à. Nhớ, thời hạn là 5 ngày. Lão già thâm độc, nham hiểm. Chị Hương, chỉ còn một lối thoát cuối cùng thôi. Anh Bảy Sâm. Bảy Sâm. Alo, chuẩn bị nhận hàng, chúng tôi sắp đến. Chạy nhanh lên. Lẹ lên. Chạy lẹ lên. Nhanh lên. Lẹ vô đây nè. Nhanh lên đi. Ủa, chạy chậm như rùi á. Lẹ lên. Lẹ lên, sắp tới rồi. Nhanh lên đi. Các anh chưa bị bốc hàng. Lẹ lên. Lẹ lên đi. Đợi tao vô đây đi. Lẹ lên. Mà anh cẩn thận. Nhẹ tay nha. Lên đi. Lên cho tao. Giữ lên. Khoan đã. Công an tới rồi kìa. Anh Ba dặn để lại một bao hàng. Mẹ á. Chúc mừng thắng lợi. Chúc mừng. Chi tiết anh chỉ đạo để lại một bao hàng thật là tuyệt chiêu. Đánh lừa cảm giác thôi mà. Chuyện diễn biến giống y như những chuyến hàng buôn lậu linh kiện điện tử. Ok. Có ai phát hiện được đâu. Ok. Chúc mừng. Chỉ còn một chặng đường ngắn nữa là trót lọt. Dạ. Thưa ông. Cô cứ việc nói. Dạ, hôm nay đã được 4 ngày rồi. Chỉ còn ngày mai, Hương vẫn chưa động tĩnh gì. Con nhỏ này không biết sợ là gì. Cô chuẩn bị xe tải, ngày mai xuống thu mua cho bằng hết. Cho nó chết luôn. Cô nó còn cứng đầu nữa không. Còn anh, chuẩn bị chuyển hàng giai đoạn cuối. Ok.
Anh biết em đang cần đến anh. Anh đã biết hết mọi chuyện à? Anh... Chuyện của thương trường mà em. Vả lại anh luôn quan tâm đến em. Anh biết em rất khổ tâm vì chuyện kinh doanh và tình cảm. Anh sẵn sàng giúp em để đối đầu với Hưng Phát. Em nên nhớ, chống lại ông ấy không phải là chuyện đơn giản. Nhưng anh yêu em, anh có thể làm tất cả vì em. Cứ suy nghĩ đi. Nếu được, 19:30 đến anh, chúng ta sẽ bàn bạc cụ thể. Một ngày mất nhau, nắng không còn thắm, mắt không còn hồn, làm thầm nỗi đau cuốn theo vòng xoay bão bùng. Vì đâu con tim buốt ra, vì đâu khôn nguôi tiếc nuối, vì đâu cao xanh có biết hỡi em. Một chiều gió lên, những con diều biếc ước ao bầu trời, chợt lìa đứt dây cuốn theo dòng xoay bão bùng. Còn đâu bao dung gió mới, còn đâu miên man sáo hát, còn đâu nữa mình với mình. Nếu thấy nguồn cơn người rước áo lìa xa, vẫn giữ lòng son vun đắp môi tình si. Sau những nắng mưa lòng người, sau những đắng cay tình đời, luôn có đắm say tình người nồng thắm. Rồi ngày có nhau, những con diều hát khát khao bầu trời, lòng bừng nắng mai cuốn đi ngày tháng não nùng. Vòng tay bao dung ấm áp, làn môi run run đắm đuối, còn nhau mãi tình với tình. Nếu thấy nguồn cơn người rước áo lìa xa, vẫn giữ lòng son vun đắp môi tình si. Sau những nắng mưa lòng người, sau những đắng cay tình đời, luôn có đắm say tình người nồng thắm. Rồi ngày có nhau, những con diều hát khát khao bầu trời, lòng bừng nắng mai cuốn đi ngày tháng não nùng. Vòng tay bao dung ấm áp, làn môi run run đắm đuối, còn nhau mãi tình với tình, còn nhau mãi tình với tình. Ở đây có rượu không em? Dạ chỉ có bia thôi, chị có dùng không? Cũng được. Dạ. Anh đã biết hết mọi chuyện. Anh muốn giúp em. Em còn nhớ cái hôm bác Chính Vinh đến nhà mình không? Lúc ấy bác muốn nghe em trình bày về phương án kinh doanh. Nếu được thì bác sẽ cho mình vay vốn. Bây giờ em thử liên lạc với bác ấy, may ra bác sẽ giúp em. Khoan đã, khi nào thì anh đưa cho tôi đơn ly dị? Thank you.
Alo. Xin chào. Thời gian suy nghĩ của cô đã hết. Cô có câu trả lời chưa? Không bao giờ tới đầu hàng ông. Rất tiếc bác đã biết kế hoạch của cháu. Chà, mạo hiểm quá. Tốt hơn hết là nên làm đại lý cho ông Hưng Phát. Chống lại với ông ta là một điều nguy hiểm. Alo. Hương, anh yêu em. Em. Anh Sâm. Hương, anh yêu em. Hương ơi. Anh tỉnh táo lại đi. Tại sao anh lại yêu Hương, trong khi Hương rất yêu chồng và thương con? Còn em, em, bây giờ anh đã hiểu.
giao toàn bộ vụ này cho cô, mọi chuyện do cô quyết định. Dạ. Làm cho cô Hương phá sản một lần nữa, thu gom toàn bộ hàng của bà con, giá cao cũng mua. Alo, sao? Tôi đang ở công ty đây. Không, tôi không đi đâu hết. Thôi, cô đi chỗ sớm. Dạ. Anh đừng phát, lên xe gấp. Tại sao Hằng bị giữ? Thằng nào làm hư chuyện? Chuyện đó có nhiều nguyên nhân, sẽ tính sổ sau. Chuyện quan trọng bây giờ là xóa mọi dấu vết. Nếu để lộ ra chỉ có ngồi tù. Mẹ nó, chỉ còn một giai đoạn ngắn nữa là xong, cũng không lọt. Thôi được rồi, mấy thằng đầu mối vẫn an toàn chứ? An toàn. Đây, thư thằng Mập gửi. Thôi được rồi, anh bảo tụi nó tạm lánh một thời gian, chờ giải quyết lô hàng. Dạ. Đốt đi. Alo. Dạ thưa ông, tôi nghe. Ở nhà đang có chuyện, cô quay xe về gấp, tha cho cô Hương lần này. Tha cho nó? Tức là mình đã thua. Mình đang thua đậm đây nè. Cô quay xe về gấp, miễn bàn nữa. Mẹ nó, sao thằng này xui quá vậy không biết. Chị Hương, em báo cho chị hai tin vui. Chị ngồi xuống đây. Có việc gì mà em vui quá vậy? Em không nhớ là hôm nay Hương Phát sẽ xuống thu mua hàng à? Ông Hương Phát đã cho xe quay về rồi. Tại sao? Có trời mới biết. Còn tin vui thứ hai nè, anh Sâm, anh đã ngỏ lời đến với em và đã gửi tiền giúp hai chị em mình đối đầu với ông Hương Phát. Chị chúc mừng em. Vậy là từ nay chị có hai người bạn thân thiết. Mẹ, ai chở con qua đây vậy? Sao con khóc? Ba gọi mẹ. Như vậy cuối cùng anh Thành đã quyết định. Chị biết, trước sau gì rồi cũng có ngày hôm nay. Ủa, cái mền này ba vẫn còn đưa mẹ để mẹ đắp ngủ chưa? Con nín đi, đừng khóc nữa, mẹ đau lòng. Con chỉ muốn ba mẹ ở với nhau, con muốn xa ba mẹ. Thank you.
diều hát khát khao bầu trời, lòng bừng nắng xuân cuốn đi ngày tháng nao nùng, vòng tay bao dung ấm áp, làn môi run run đắm đuối còn nhau.